cả nông trại này rộng lắm, mênh mông luôn. À, 10 người không thể cúc quả xoài được. Cứ cúc mảnh bên đây thì mảnh bên xong mảnh dưới thì mảnh trên nó đã lên rồi. Mình vào thì gạng theo. Sao rồi đang mai bộ vào đường. Ô, ta ghi. Úi giời, ngăn đẻ các bạn. Ôi, 7 quả trứng rồi. 6, có mấy quả đây. Mấy quả trứng này, ui 2, 4, 6, ôi 7 quả trứng ngăn rồi. Ui, mưa xuống ngăn đẻ luôn này. Ui, trứng ngăn to không, trứng vịt. Sì. Ui, bạn đi ăn. Sì. Ok rồi, chào bạn. Ok rồi các bạn, mình tên là. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Đỗ Văn Nụ với Cuộc Sống Tại Châu Phi. Thì vừa rồi anh em mình mới đang ở trong công trình xây nhà thờ hỗ trợ bản Nimbon Tuệ các bạn. Thì bây giờ mới chuyển ra đến ngoài nông trại phía bên ngoài này. Quay trở lại nông trại số 1 để thăm ngô bữa trước gieo trồng. Nông trại số 1 các bạn, hôm trước mới cùng tất cả người dân của hai bản Nongo Nì và bản Camon Hoàng Gà là gieo trồng ngô đây. Hôm nay anh em mình sau mấy hôm anh em mình đi các nông trại cũng như các bản phát triển đấy, thì hôm nay bây giờ mới quay lại này. Từ hôm gieo trồng xong thì mình để 10 bác tổ trưởng tổ nhóm cũng như hàng năm đấy, 10 bác tổ trưởng tổ nhóm ở đây trông nom nông trại cũng như đang hôm nay mọi người đang đi gieo dặm ở bên dưới kia. Hiện tại ngô đã đang lên rồi các bạn. Nhưng một số chỗ cây như này là mọi người đi bỏ thêm hạt vào này. Đúng rồi. Đây. Những cái chỗ có một số hạt nó bị hỏng hay là không lên đấy. Là trước mình cũng dặn các bác rồi. Là đi bỏ thêm hạt vào. Đi bỏ thêm hạt vào. Đây. Hiện tại nông trại ngô các bạn. Mênh mông lắm. Bây giờ ngô cũng vừa mới đang lên rồi. Đang lên được một chút rồi. Đeo về mắt đeo về. Chưa nằm cỏ được, chưa nằm cỏ, chưa cúc cỏ được. Quay trở lại nông trại sau mấy ngày là gieo trồng đấy, thì nói chung là ngô cũng nên tương đối ổn rồi. Còn bốn quanh ở bên mé sườn bên ngoài này là sắn, là khoai mì các bạn, hiện tại thì vẫn chưa thu hoạch được vì cái thời tiết khí hậu bên đây 6 tháng mùa khô nên là nó không có trận mưa nào, nên cũng như sắn khoai mì mình cảm tưởng nó không phát triển tốt nên là củ nó vẫn chưa cho ra củ đây. Củ nhỏ lắm, có củ nhưng mà củ nhỏ lắm. Bốn cái vỉa rừng này là năm trước anh em mình trồng sắn trồng khoai mì này. Bắt ta đi. Sì. À bố cùng mù, tên con được bây giờ ta bằng. Sì. Tên sen. Sì. Phát ta mùi từ bây giờ á. Hôm nay có 6 bác tổ trưởng tổ nhóm làm việc các bạn. Mọi người đang đi gieo dặm thêm ngô rồi. Những cái chỗ vỉa rừng này đây này là như con gà rừng nó mói nó ăn này, mấy con chuột đây này. Ở kia rát tù rát cô mà. Đây, con gà rừng nó mói này, nốt mói này. Là bây giờ là mọi người phải đi bỏ dặm thêm hạt vào đấy. Quá nuôi chó rồi mà nó cũng không thể ấy được, không thể trông con gà rừng nó nhanh lắm ạ. Ở bên đây nó có con gà chân đỏ đấy. Nên bây giờ mọi người cầm con dao đi dặm. Thường là những chỗ bìa rừng này là hay bị hỏng, bị chuột, bị gà rừng ăn. Chuột nhiều lắm, con chuột nó nhỏ, nó không phải con chuột như chuột Việt Nam mình đâu, con chuột bé xíu đấy, như kiểu con chuột ngắt đấy. Mọi người đi bỏ thêm cái dặm hạt vào đấy. Có một túi đồ ve bênh, ông xi men gì á. Mọi người đi bỏ thêm cái hạt vào. Đây là những cái cây này các bạn. Kìa. Gà nhà nó mát tù nữa. Gà đình, con gà rừng này nó mổ nó moi cái hạt lên nó ăn này. Nó cái cây này là hỏng rồi này. Đây. Mới ta đôi nhá.
Dạ, nói chung là những chỗ bìa rừng là đều ngô là bị phải dặm hết. Toàn gà rừng ăn các bạn. Còn sắn còn khoai mì đấy. Ấy cái mai đó cả là nô tây á. Sô cổ đủ. Mai đó cả. À gọi là ăn là nô tây. Phát cả đi. Sắn khoai mì đấy các bạn. Hiện như năm trước mới trồng nhưng nó ở những cái chỗ ở bên trong đấy, như vừa mình nói đấy, cái khí hậu đấy. Cái khí hậu nó không có mưa. Ai ca vào về. Khí hậu nó 6 tháng mùa khô nó không có mưa nên là cảm giác củ nó chưa có nhiều luôn. Ui, đây này củ này. Hiện tại bây giờ củ này. Đất nó tơi nó các bạn, đất nó tơi nó củ nó chỉ thế này thôi. Nhiều củ lắm. Tiên đa sát đà, về tù. Tên quan tù mai giờ cả. Hậu được các bạn, nhiều củ lắm. Nhiều củ như có cái điều nó củ nó nhỏ đấy. Ui này. Đây này. Ui, con củ dưới to này. Củ dưới này to này, sắn ngọt hết. Nhiều củ lắm, một hốc không? Anh em mình nhổ thử. Ui, nó rất đầy củ này. Một hốc nó rất là nhiều củ. Có điều là ở đây mình năm ngoái chỗ này mình ở cái mảnh bên đây anh em mình cũng trồng sau cũng như hiện tại nữa. 6 tháng mùa khô đấy, nó không có mưa nên là củ bây giờ nó mới được thế này thôi. Đây, chưa để thu hoạch được. Ta bảo đi tu mình anh xem mà. Cái cỏ này anh em trước nó mọi người thu gom ném hết vào trong này. Tất cả ngô ở dưới hôm mà khá lâu được từ hôm gieo trồng này là mình khi gieo trồng xong là mình chỉ để 10 bác tổ trưởng tổ nhóm ở trong này làm việc thôi. Còn anh em mình đi các nông trại cũng như các bản để hỗ trợ mọi người đấy thì hôm nay mới vào thăm được. Vẫn đang tà bình á, mà tà bình cũng giáp đi đủ. Xin. Cứ mỗi người một con dao đi mói lên là bỏ xuống. Nó muốn được phun đủ á. Hiện tượng gà rừng nhiều lắm các bạn. Nó cứ nhất là những cái bìa rừng này nó cứ mói này nó ăn. Là mọi người phải đi gieo dặm vào đấy. Chưa hôm trước anh em mình cũng thấy trên video có một số bạn comment bình luận bảo là làm ngô bầu nhưng mà đây cái ở trong này thứ nhất là cái nước nó rất là hiếm cũng như cái không như ở Việt Nam mình. Việt Nam mình có cái đất bùn thì rất là dễ trong cái công tác là làm ngô bầu đấy các bạn. Nhưng ở bên đây là cái đất này là toàn đất cát đấy, cứ nhào nhào một tí. Theo như hôm trước mình trồng ở bên kia mình cũng biết rồi, ở trong đấy có nhiều nước hơn cũng như cái đất nó còn khác cái đất ở ngoài này. Đất ở ngoài này đất cát không ấy. Cái đất này mà cứ ngào ngào vào xong là dội nước vào này, khi nó khô nước nó lại tơi ra các bạn, cũng rất là khó trồng cái kiểu ngô bầu này. Hiện tượng chuột ăn này thì ra tù tên bue ấy. Ra tù những cây nên rồi nó bị ăn không, mọi người phải giờ phải đi gieo dặm hết. Gà rừng nó có mói này nó ăn các bạn, có người ở đây trông nữa cũng như có chó rồi mà không hết được, nó vẫn phá nhiều lắm. Mu tù khi mu tù ra tù cô mày cô mày tu đủ khu mà mảnh ở bên dưới này, còn bên trên kia thì bên trên thì không bị gà không bị chuột ăn mấy. Hôm nay có 6 người làm, 10 người cơ, nhưng hôm nay đi có 6 người. 6 người còn bác thì con ốm, bác thì nghỉ ở nhà đi giao trồng. Kiểu nào vào mùa này đang mùa mưa đấy các bạn. À, sô đủ, có một nanh xin mà. Nanh xin mà đi. Cái này là ma tù. Ta bây. Vai rút đúng bao nụ. Ơ vai vì gì ta? Đi lên trên cái thăm chút. Các bác ấy đang gieo trồng ở dưới này. Hay giá cao vào đi. Mời bác tổ trưởng ở đây. Nói chung ở trong nông trại thì mọi người là khoai những cái mương nước này ở đây cũng như dặm hẳn ngô các bạn. Những hẳn ngô nào mà không nên hay bị chuột ăn rồi là mọi người dặm vào cũng như chăm sóc ở nông trại. Còn hôm nào có công việc gì làm tập thể, làm cỏ hay chăm sóc ngô thì mình sẽ huy động người dân đến làm. Chưa 10 bác thì không thể cúc cỏ xoáy được, cả nông trại này rộng lắm, mênh mông luôn. 10 người không thể cúc cỏ xoáy được, cúc mảnh ở đây thì
mảnh bên xong mảnh dưới này thì mảnh trên nó đã lên rồi, nên là thì mọi người ở đây chăm sóc dặm ngô thôi, gieo dặm dặm ngô đấy. Bên nệnh đi, đầu bên nệnh đã lên lên đều hết rồi, mảnh bên nệnh đang đang lên rồi. Mảnh bên đây thì ít bị gà rừng ăn, gà rừng phá vì đầu mé đằng bên sườn rừng thì gà rừng nhiều, chứ bên đây ít các bạn. Bên đây có chó nữa, ở trên có chó trông. Đây, bạn đen này, bạn đen, có gà này. Gà nhiều lắm, gà mùa khô này, mùa khô anh em mình không trồng trọt thì được nhiều ở nông trại, nhưng chăn nuôi được nhiều, nhiều gà lắm. Chí! Nhiều gà lắm. Gà mênh mông luôn. Đây. Đẻ nhiều các bạn. Gà đẻ nhiều lắm. Tiếp là Saku em đang nó còn. Tiếp là Saku mình mì. Mua ít ngô cho gà nữa. Ui giời, gà nhìn thấy sách bao là chạy theo. Ui giời, gà nhìn đi, đã bao ngô là chạy có kể. Gà nhiều lắm các bạn. Ai quát đã, quát đen rồi đục ca rồi. Thì bữa đây này có mấy, này gà dạn lắm. Ui ui, nhiều lắm, nó còn một số con đi ăn này. Này gà trọi này, ư gần đẻ đấy, gà trọi với gà đông tảo. Bình ở đàn này. À, đi. Ba thủ. Ra tay mua đi. Tay xét đi. Ờ, ngan cũng đẻ rồi nữa. Thế đâu ông bảo ra tôi cái mini cement. Bên đây thì à, bên trên thì ngộ cũng đang lên hết rồi các bạn. Đấy, mấy hôm gieo xong ở đây nè, đi mỗi nơi một chút, đi mỗi nơi một chút. Thì hôm nay mới quay ra thăm. Hết rồi. Mình vào thì gà cũng theo. Đang sao rồi đang mai bò vào đường. Bác em lấy ít ngô nữa. Ta về. Gà như gà đói. Đây gà đang ấp đây này. Các bên kia ăn này. À. Đây, đây còn. Ồ, gà đang ấp này. Ồ. Ấp nhiều đấy. Ấp rồi. Cục chứ cục cục. Ấp bạn vàng. Ê, ngồi nhìn này, chán này. Ngăn luôn rồi. Ui xời, nhiều lắm, bị đâu hết rồi. Ui ngan này. Ê này, cây kênh đeo bù. Ê này, này con ngan đen này, con đẻ rồi các bạn. Nó con đẻ này. Những con gà trắng này là mới đợt trước lở to lên đấy. Tại con rùa ra bác xưa cô mẹ. Phơm cô mẹ. Một số con đang đi ăn chưa về. Nâu lắm rồi. Ừ, gà đông tảo nặng lắm.
con này chắc phải 4 cân ấy, 3-4 cân ấy, nặng lắm này. Chuẩn bị đẻ đấy ra này. Béo nung ninh này. Gà nung tán các bạn. Gà đợt trước bạn Thao cho Tiến đầu tim bằng xuống cho đấy. Ui, nung, béo nung ninh này. Này gà chọi này. Ngan này. Ê xời. Gà bạn gà chọi nào. Ê, ừ, gà chọi này. Đây. Gà chọi này. Gà chọi béo nung ninh. Ừ, tướng này. Mấy muôn đi tù á. Đẹp lắm các bạn. Thôi đi ăn đi. Con được bát tù đều vườn. Ngan ngan đẻ. Bác à, bác đang nói là ngan đẻ rồi. Ui. Con đi thăm ngan đẻ ở đâu. Ô ta kì. Ui giời. Ngan đẻ các bạn. Ui, 7 quả trứng này. 6 mấy quả này. Mấy quả trứng này. Ui. 2 4 6. Ui, 7 quả trứng ngan rồi. Ui, mưa xuống ngan đẻ luôn này. Ui, trứng ngan to không? Ui, trứng vịt. Đây. Ui. Quả này mới này. Ui, đang nóng này. Mới đẻ. Ui, ngan với gà rủ nhau ở trong gốc cây đẻ. Vui không? 6 7 quả. Đây. Ngan nó nằm tổ này. 2, 4, 6, 7 quả trứng luôn. Kia là ổ trứng gà. Ngan với gà bạn với nhau. Ta bồ. Mà chuẩn bị ngan con à. Con này. Nhanh xin mà. Bắt phải về. Ừ. Con này, ấy, nhanh xin mà. Bắt phải về. Bắt phải về. Gà này lên ở trên. Trên cái lán này đẻ nữa. Nhiều lắm các bạn. Ôn, về về. Này xin mà. Ôn. Ôi. Ôi gà trèo cả lên lên mái này. Mái này đẻ các bạn, các bác mang tôn các bác đậy ở trên lóc luôn. Gà bên đây nó hoang dã lắm. Ai ta bồ. Ai mấy hôm mà vào thăm ra chỗ nấu ăn nấu uống thế nào, mọi người nấu ăn thế nào. Ăn rồi, mọi người ăn trưa rồi. Nó ăn trưa rồi. Nó tính ra đấy. Thế, mọi người ăn trưa rồi các bạn. Ta bình. Ấy, xúc vào nó ăn rồi đó. Ừ. À, ta bình. Còn tất cả như bên ngoài này là sắn là khoai mì đấy bạn. Như mình cũng nói là chưa thể thu hoạch được. Chưa thu hoạch được, năm ngoái mới trồng. Chắc là mùa mưa tới, năm tới thì mới thu hoạch được. Đi thăm, mới hôm mà gieo ngô xong, nay mới vào được. Để đi thăm một vòng. Hiện tại ở đây thì cũng mới đang trồng bầu, trồng bí, trồng mướp. Chưa lên được. Mướp cái mướp này. Đây thì mọi người đang ở bên dưới này, đang làm đất rồi. Ồ, chỗ nào cũng có trứng gà. Nhìn cái đi nhé. Ui xời. Chỗ nào cũng có gà đẻ trứng. Bodo Capi, biết là gì? Biết là Capi. Capi Sego. Chỗ nào cũng thấy gà đẻ các bạn, nhiều lắm. Ê. Hả? Tiếng Gabi biết à? Mấy hôm mình vào là mình đi thăm một vòng quá. Tất cả các nông trại ở đây thì có 10 bác tổ trưởng. Ở đây thì có 10 bác tổ trưởng tổ nhóm rồi nên là anh em mình giao hết cho mọi người. Thì bên dưới này những cây ăn quả này. Mùa khô thì mình thấy là trồng được mỗi cây xả này nó chống chọi được mùa khô này. Cũng như nó vẫn phát triển ở trong quá trình trồng mùa khô.
trong quá trình mùa khô là mỗi cây sả này phát triển được, còn tất cả những cây đều kém hết, những cây sả này là tốt nhất. Năm ngoái là mình trồng cuối mùa mưa là mình trồng rồi, mà 6 tháng mùa khô nó phát triển rất là tốt luôn, thẳng một rẫy sả luôn, cũng như được cây ăn quả. Còn củ đậu được đợt vừa rồi nó hỏng, nó khô nó héo hết các bạn, nó khô hết nó héo hết, bây giờ mưa xuống bắt đầu nó đang phát triển lên, nó mới đang mọng lên ấy. Còn mùa khô nó bị héo hết. Nên những cái mít này, cái mít Việt Nam mình, anh em mình trồng 1 năm rồi, hiện tại cũng đang phát triển mít rồi, cây ăn quả, củ đậu bây giờ mới đang phát triển. Các xin bạn thanh nào ạ? Nô tinh kì, nô tinh ông bảo yêu cầu vào cái tinh về để kiểm tra thử củ đậu xong có củ chưa. Nhỏ lắm các bạn, đây nhỏ xíu luôn, nhỏ lắm, hiện tại củ rất là nhỏ, chưa to, để rồi chưa ăn được. 6 tháng mùa khô nó gần như gọi là héo hết, bây giờ nó mới nên phát triển cây ăn quả này. Giờ mùa mưa là giếng có nước rồi. Sâu lắm, sâu hoái luôn này, các pin sẽ cày sâu hoái luôn các bạn, đấy. Sâu hoái luôn, giờ mưa mới có nước chứ, mùa khô nó cạn kiệt luôn, bơm tưới hết, bênh đi mùa. Bánh đi mù. Đau rồi. Nước trong lắm, trong vắt luôn. Ta về. Nước trong vắt luôn. Đây là mấy núng củ từ cũng vậy. Bây giờ mưa nó phát triển được. Mùa khô nó không có nước, mưa. Không mưa mới không có nước, nó khô nó không phát triển được. Giờ mùa mưa bắt đầu nó bò nó neo. À sâu rồi đủ. Xin. Vài câu mù. Tôi đủ phát ra đi gen thì bênh tờ ba mà tờ ba mua từ giáp đi đủ nói bà đã giáp đi đủ ai mua group bố gì ba mua group bố gì bà đã bà đã là hả đây bây giờ ok các bạn đi chào bà Mateo, xin chào bà ơi kia thôi để các bác đi làm việc bình thường các bạn thì ok các bạn. Thì như vừa trên đầu video mình cũng nói đấy, thì sau quá trình gieo ngô ở nông trại ngoài gieo đầu tiên trong mình, anh em mình tiến hành đi tất cả các nông trại cũng như vào các bản hỗ trợ hạt giống giúp đỡ mọi người đấy, thì cũng được 1 tuần này, hôm nay cũng trong vòng hơn 1 tuần. Hôm nay trong vòng hơn 1 tuần từ hôm gieo trồng này thì hôm nay anh em mình đã thăm, thì nói chung là ngô cũng phát triển cũng tương đối đẹp, thì chỉ còn cái chỗ một số những chỗ vỉa rừng đấy, vỉa rừng là cái con gà rừng mấy cái con chuột nó đào nó hột nó ăn, thì anh em mình đang nói tất cả các bác tổ trưởng tổ nhóm mình đi dặm hết các bạn, cũng như vừa mình đi thăm 1 vòng về chăn nuôi gà rồi đủ các kiểu gà ngan, thì bây giờ cũng để tất cả mọi người làm việc bình thường, thì video này anh em mình xin phép được dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video có nghĩa cho em xin một chia sẻ, một đăng ký kênh Đông Bân Đồ Vấn Lốc Cuộc Sống Tại Châu Phi, đồng hồ anh em mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay cũng như giúp đỡ nhiều người qua trên núi Châu Phi nha bạn. Chào các ba. Để gọi Mateo này lại đi mỗi nơi một chút đây, vào thăm trong đây đi. Vừa sáng này thì công trình đang xuống móng, đang khởi công công trình nhà thờ hỗ trợ bản Ninh Buôn Tuề xây dựng nhà thờ đấy các bạn. Nhờ anh Dũng ở đấy làm việc, anh em mình đi, mình với Mateo đi mỗi nơi một chút cũng như để hướng dẫn mọi người làm việc đấy, thăm mọi người nữa.